Rồi, được rồi. Đây là đang quay mặt. Quay ra kia rồi. Đây, đây, đây. Rồi, được rồi, được rồi. Tay kia. Đây là một đống à. Lấy điện thoại soi đi. Đây này. Bây giờ đang thử xưng huy động bao nhiêu là công an ra để làm gì đây nhỉ? À. Tối lắm không nhìn thấy cái gì luôn. Huy động rất là nhiều công an ra. Bắt dân. Đấy, mọi người ra mà xem này. Mọi người ra đây này. Huy động gọi rất nhiều công an ra luôn. Đây, đây. Rất nhiều công an đang ở nhà quân trang, không cho mọi người vào. Ở đây còn đang mất điện tối om. Rồi, cắt nhưng không bảo câu gì. Vâng, vâng. Vào cắt nhà quân, nhưng vào cắt nhà cháu trước rồi, nó vào nó phen rồi. Chưa vẫn chạy rồi, à đâu nghỉ rồi, chạy cắt rồi. Chắc cắt rồi. Đấy, mọi người ở gần đây ra đây đi này. Gần nghe cái công an đây đông lắm. Tối chắc là kiểu nhiều người, người tâm lạnh, người ta không ra được, kiểu thế thì đi cắt buộc cắt trộm.
thì cắt phải báo cho người ta. Có báo gì đâu, đã bảo rằng là chẳng may mà có ai ở trong máy chết thì ai chịu trách nhiệm này con. Giờ này chỉ có đi truy tố hình sự cái kiểu tội phạm quốc gia. Bà Linh bà nói chuyện hay ác, nghe không có tình người đâu. Cái gì nhở, phó cái gì đang tự dưng lại quên, nói xong quên rồi, nói xong quên bố rồi. Cần nhớ làm ở bên môi trường hay bên công an đã bảo là quên rồi lại bỏ tất cả kiểu chấp. Hôm nay là về là bà lại báo to nhất, nhưng mà là bên điện hay bên môi trường tớ không rõ đâu, phải hỏi anh Quân. Dưng nó vào nó cắt điện, nó chả bảo câu gì cả. Và bây giờ chết người thì ai chịu trách nhiệm? Quên, đang ngoáy lại để ra đằng này. Còn chưa cả lấu cơm. Vứt hết cả cơm nước con cả. Khổ quá đời. Đấy, hôm là ông Hiếu, ông Lý đã phải xin lỗi ông Sự về cái tội đang tự dưng vào nhà ông ấy cắt điện không đúng giờ. Thế chẳng may làm chết người thì sao mà hôm nay lại đến cắt điện những nhà này như thế, không bảo công gì, đang cứ cắt là cắt, kiểu buồn hứng lên là cắt đi. Tiếng đồng hồ mới bắt đầu cầm biên bản ra. Biên bản ra thì bây giờ gọi đến 2, 4, 6 chú công an, 7 chú công an đứng canh không cho vào. Xuống thì xuống gần nghe nhá. Nhà Quân Trang. Có biết giấy gì đâu, có mang mấy cái tờ lên cứ thế bắt ký, có cho ai đọc cái gì đâu. Mà biết đó là giấy gì. Chị Linh vừa lấy, chị bảo rằng là quay lại để con có bằng chứng chúng tôi nói như thế nào, nhưng mà chúng tôi chả nói cái gì sai cả. Tôi quay trực tiếp luôn đây này.
4 này, 6, 7, 8, 9, 10 chú công an rồi. Gì cả.